Thì video hôm nay thì Hiếu chia sẻ cho anh em luôn, thì đây là cái bộ lá côn của FCC. Thì cái bộ lá côn này của nó là như thế nào, thì bộ lá côn này thì giới thiệu anh em, thì bộ lá côn này là được công ty FCC lắp ráp cho công ty Honda anh em nha. Đấy. Thì bộ này của nó thì cực kỳ là xịn sò. Đấy. Anh em nhìn cái bát côn của Honda khi Hiếu tháo ra thì nó đều phải dập chữ của FCC ở trên này. Anh em nhìn rõ không ạ? Đấy. Bất kể nha, bất kể luôn. Bất kể các cái đế côn của Honda đều phải có chữ FCC. Anh em nhìn vị trí này. Đấy. Hiếu chỉ nói như thế để anh em chúng ta biết về cái sản phẩm thôi. Chứ còn anh em chúng ta sử dụng loại nào thì là tùy anh em. Bên Hiếu thì có lá côn của FCC và lá côn của Honda. Đấy. Thì ngoài ra thì em Hải em bảo thôi cho em cái bộ lá côn của FCC để lắp vào cho em. Tất cả mọi thứ thì Hiếu đều sử dụng cái côn nồi chính hãng của công ty, và cái quan trọng nhất là mình theo nhu cầu của khách hàng luôn. Anh em thích như nào thì mình sẽ chiều anh em theo như thế. Cái lá côn này thì nó chưa có dầu, thì chúng ta bơm dầu vào đây để cho chúng ta bôi trơn này. Đấy, anh em chúng ta bôi trơn. Cái này phải cho nó ngấm dầu thì chúng ta ráp vào đây thì nó trơn tru, nó không bị hỏng anh em nhé. Cái này lúc đấy quên, lúc đấy em Hải em cầm em xem, quên không bảo em tháo ra để ngâm dầu. Nhưng mà thôi, cũng tiện chia sẻ cho anh em luôn trên video. Không lúc tháo côn ra ngâm dầu anh em lại không biết là côn như nào. Đấy, côn này là côn chuyên lắp ráp cho công ty Honda lúc đầu tiên xuất xưởng anh em ạ. Cực kỳ xịn sò luôn. Chỉ có anh em nào dùng rồi mới biết thôi. Còn nhiều khi anh em của Hiếu ở trên YouTube đi sửa xe, có khi nhiều anh em còn ra thợ còn bị thợ nó lừa cho toàn côn vớ vẩn về lắp, còn khi còn không chạy được. Nhưng mà ở đây thì với Hiếu thì nó khác biệt. Anh em thích hàng nào thì mình đưa hàng đấy. Em Hải hôm nay là còn định, nếu như cái bộ côn này mà kém quá là ăn luôn cái bộ côn mới luôn ý. Em nhờ. Đấy. Em còn bảo là Hiếu thay luôn, nhưng Hiếu bảo cái bộ côn này của em còn ngon, cho nên là chỉ để phục hồi thôi. Những cái côn nào nó còn ngon là mình không khuyên thay. Những cái côn nó mà kém quá thì mình sẽ khuyên anh em thay luôn lập tức. Nói chung là khi Hiếu ráp cái bộ côn này lên, khẳng định với anh em luôn là, với cả em Hải luôn là, đi phát là bốc dần dật luôn. Đấy, chúng ta bôi dầu vào trơn tru. Cái lá côn này thì chúng ta sẽ cho lệch sang một dệ, giống như là côn zin của hãng. Còn thường thường anh em chúng ta để thẳng hàng cũng không sao. Hiếu cũng có nhiều video chia sẻ cho anh em rồi, để thẳng cũng được mà nghiêng một dệ cũng được, chả ảnh hưởng gì đến chất lượng của nó cả. Ta bôi dầu, bôi mỡ vào trơn tru trước khi chúng ta ráp. Đấy. Đây là côn vang. Đấy. Côn vang thì anh em chúng ta sẽ cho vào vòng bi. Đấy. Bôi dầu vào, xịt dầu lung tung vào cho nó trơn tru. Xoa dầu lung tung vào đây này. Đấy. Đây, xịt dầu vào cái bố côn của chúng ta này. Đây, chúng ta ráp lại xong.
khi tháo côn ra thì anh em chúng ta để ý cái điểm dấu. Đấy, anh em chúng ta ráp lại. Anh em chúng ta lắp cái long đền vào cho nó nhé. Đấy, lắp vào. Ở bên này thì nó có một cái long đền dày. Đấy, chúng ta lắp vào. Riêng cái côn tải này chúng ta bắn chặt con ốc lồi tải đây này, lồi sau này, là nó vẫn phải quay được như thế này anh em nhá. Đấy, còn nếu như chúng ta bắn chặt vào mà không quay được thì chúng ta phải kiểm tra đấy. Có nhiều anh em thợ vừa mới học nghề ráp cái côn này là chúng ta cũng phải tháo ra tháo vào, lúc bắn chặt cứng ra nó không chạy được đâu. Chúng ta bắn chặt hai con ốc này thì chuông vẫn phải quay được, và cái côn tải này chúng ta giữ cái bát ngoài và cái bên trong vẫn phải xoay được như này. Đấy, thì nó mới đạt. Đấy, anh em thấy không? Bắn chặt lồi côn thì chúng ta vẫn xoay được này. Đấy, như vậy là đạt anh em nhá. Đây, bắn chặt chuông này chúng ta quay được này. Đấy. Các bạn thấy có cái súng này bắn nhanh không? Bây giờ làm máy không có cái súng này thì ngồi quay tay đến bao giờ cho xong. Đây là không ra vành dưa. Vành dưa ra là khoảng 30 con nữa. Đấy. Rồi, ok. Như vậy là xong xuôi anh em nhá. Thì anh em nào mà muốn mua cái súng tháo ra máy thì cứ liên hệ cho Hiếu nhá. Đấy. Thời buổi bây giờ mà dùng súng mà không có cái súng tháo ra máy thì bao giờ cho xong anh em. Bắn tí nó xong luôn.